ta lại gặp nhau trong phần cuối cùng của bản tin FVNC Việt Nam ngày 24 tháng 4. Kính thưa quý vị, hãng Airbus cho biết sẽ bắt đầu sản xuất linh kiện cánh máy bay tại Việt Nam kể từ tháng 8 năm 2014. Như vậy là lần đầu tiên Việt Nam đã góp mặt trong bản đồ cung ứng linh kiện cho nhà sản xuất máy bay hàng đầu thế giới này. Việc sản xuất sẽ được tiến hành thông qua một công ty Nhật Bản chuyên về composite tại khu công nghiệp Thăng Long 2. Hiện có 400 công nhân Việt Nam đang làm việc tại đây, trong đó 50 người sẽ được giao nhiệm vụ sản xuất linh kiện máy bay. Ông Jean-François Lavan, Phó Chủ tịch điều hành khu vực châu Á của Airbus cho biết, lý do chọn Việt Nam là điểm sản xuất mới vì yếu tố dân số trẻ, có đội ngũ thanh niên mạnh về công nghệ, bên cạnh các yếu tố thuận lợi khác là chi phí nhân công rẻ. Thiết bị do Việt Nam sản xuất có tên là Sarklet, cao 2,4 m, được gắn vào đầu máy bay A320 nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4%. Sau khi được sản xuất tại Việt Nam và một số nơi khác, linh kiện sẽ được chuyển qua một công ty ở Hàn Quốc để lắp ráp hoàn chỉnh trước khi cung cấp cho Airbus. Hiện Airbus có 15 nhà cung cấp chính các linh kiện máy bay và vài trăm nhà cung cấp nhỏ trên toàn thế giới. Bộ Công Thương vừa có chỉ thị về việc tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh điện và xăng dầu trên cả nước. Trong đó thì công khai thu nhập hàng tháng của các viên chức quản lý trong ngành này. Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng yêu cầu Cục Điều tiết Điện lực mỗi tháng phải công bố các thông tin về giá điện. Mỗi quý hoặc trước khi thực hiện điều chỉnh giá điện, phải công khai các yếu tố cấu thành giá bán điện và phương án điều chỉnh. Mỗi năm phải công khai giá thành sản xuất điện. Về xăng dầu, Bộ trưởng yêu cầu vụ thị trường trong nước công bố giá bán lẻ xăng dầu của các doanh nghiệp, hàng ngày phải công khai giá xăng dầu thế giới và mức tính giá cơ sở, còn định kỳ mỗi quý phải công bố các thông tin về thị trường xăng dầu. Ngoài ra, vụ tổ chức cán bộ và vụ tài chính thuộc Bộ Công Thương, theo định kỳ mỗi năm phải công bố thu nhập bình quân hàng tháng của từng viên chức quản lý doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trên website của Bộ Công Thương. Tuy nhiên, chỉ thị không nêu rõ thời điểm các doanh nghiệp, cục và vụ thuộc bộ bắt đầu thực hiện việc công khai thông tin này. Kính thưa quý vị, có thể thấy chưa bao giờ mối liên hệ giữa ngành bất động sản, vật liệu xây dựng và ngân hàng lại nhận được sự quan tâm lớn của cả nền kinh tế như hiện nay. Với ngành vật liệu xây dựng thì đầu ra eo hẹp và sự cạnh tranh với hàng ngoại đã khiến cho các doanh nghiệp xích lại gần nhau hơn. Và cuộc trao đổi giữa chúng tôi cùng một trong những đại diện của ngành vật liệu xây dựng, ngân hàng, phần nào có thể cho thấy cách nghĩ, cách làm của doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay. Thưa ông, nhiều ý kiến nói là ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đang bị cạnh tranh mạnh bởi hàng ngoại. Là một người làm việc lâu năm trong ngành vật liệu xây dựng, ông có hoàn toàn đồng tình với quan điểm này không thưa ông? Cứ ngành nghề nào cũng có cạnh tranh thôi. Nói chung rất nhiều ngành nghề hiện nay đang cạnh tranh rất nhiều. Cái khó của doanh nhân Việt Nam hiện nay, đặc biệt là các doanh nhân trẻ, thì các bạn trẻ thì doanh nhân trẻ thì các bạn biết là cái sự tích lũy vốn rất là ít, cho nên là những cái năm khó khăn vừa qua các bạn cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Rồi trong thời gian vừa qua thì doanh nghiệp nói chung, doanh nhân trẻ Việt Nam cũng ảnh hưởng rất nhiều về cái vấn đề và về vấn đề lãi suất rất là cao. Tuy những cái chính sách điều hành vĩ mô của chính phủ, của ngân hàng nhà nước đã có những cái điều chỉnh kịp thời, làm hiện nay cái chi phí về tài chính hiện nay doanh nghiệp giảm rất nhiều, nhưng mà những cái tác động trước đây nó cũng làm ảnh hưởng cho các cái doanh nghiệp gặp rất là nhiều khó khăn. Thì không phải riêng ngành vật liệu xây dựng của Đồng Tâm Năng Sức mà tất cả ngành nghề đang gặp rất nhiều cái sự cạnh tranh từ bên ngoài. Nhưng mà điều quan trọng hơn là người tiêu dùng cũng vậy, cũng góp phần làm sao ủng hộ cho các sản phẩm trong nước. Tôi nghĩ là người tiêu dùng phải tự hào khi sử dụng hàng Việt Nam, bởi hàng Việt Nam có địa chỉ. Nếu như không đạt yêu cầu, chúng ta cũng biết tìm tới địa chỉ. Còn hiện nay các cái hàng ngoại bây giờ nó trôi nổi rất là nhiều, nó rất là nhiều giá. Tôi cho nó có những cái mặt hàng tôi thấy là nhìn vẻ bề ngoài rất là hào nhoáng nhưng mà thật sự bên trong chất lượng rất kém. Thưa ông, người ta nói buôn có bạn, bán có phường. Ông có tự tin rằng là các phường hội của ngành vật liệu xây dựng Việt Nam đủ sức để cạnh tranh với hàng ngoại trước thêm một số cái hiệp định thương mại mà Việt Nam có tham gia sắp đi vào thực tế trong 1-2 năm tới không thưa ông? Để đủ sức cạnh tranh thì nó rất là nhiều yếu tố. Có ai ngờ rằng lãi suất ngân hàng có lúc lên 20%, đúng không? Có nhiều yếu tố đó nó xảy ra. Rồi tình hình bất động sản nó rất là nhiều yếu tố, chứ không thể nào nói là bây giờ có thể là nói là tuyên bố là nói là chúng tôi rất tự tin thế này kia, nó còn tác động bên trong bên ngoài rất là nhiều thứ. Cho nên cái góc độ nhà sản xuất thì chúng tôi chỉ có cái vấn đề là cố gắng là làm sao nghiên cứu để làm sao tạo nhiều sản phẩm khác biệt, mới lạ, giá thành hợp lý đó, để tạo ra được cái đáp ứng được cái nhu cầu tiêu dùng của từng thời điểm.
Cũng nói về ngành vật liệu xây dựng thì chúng ta đang có chương trình liên kết 4 nhà, đó là các doanh nghiệp bất động sản, các doanh nghiệp trong ngành vật liệu xây dựng, các ngân hàng và người mua nhà. Ông có nghĩ rằng đây là một chương trình mà ông sẽ rất nhiệt tình tham gia không? Vì ông không chỉ là một ông chủ lớn trong ngành vật liệu xây dựng mà cũng là một ông chủ ngân hàng. Cái việc giữa cái nhà sản xuất, cái nhà thầu đơn vị mua nhà và giữa lĩnh vực ngân hàng, hai cái đồng hoàn còn khác nhau, thì tất cả đều các hoạt động đều có điều kiện hết. Thì tôi nghĩ là cái việc liên kết, tôi nghĩ là hiện nay rất nhiều công trình cũng rất là dễ dàng. Thì hiện nay với góc độ ngân hàng thì chúng tôi luôn luôn hỗ trợ tối đa các cái đơn vị bên xây dựng cũng như là mua nhà ở cũng như là các hoạt động sản xuất, chứ không phải có chương trình liên kết. Tôi nghĩ là nếu có chương trình liên kết rất là tốt thôi chứ không vấn đề gì. Nhưng cái quan trọng là cái sự liên kết là như thế nào, những cái điều kiện ràng buộc trách nhiệm như thế nào, đó là vấn đề và đòi hỏi cái đơn vị cung cấp tài chính cũng như đơn vị sử dụng cái nguồn tài chính đó. Vâng, rất cảm ơn ông về phần trao đổi này. Và phần cuối bản tin hôm nay thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị một thông tin thật sự cảm động. Chiều hôm qua thì một đám cưới nhỏ đã được tổ chức ngay tại khoa C8 phẫu thuật tim mạch của Viện Tim mạch Quốc gia Hà Nội. Trong căn phòng nhỏ của khoa C8, bánh kẹo và hoa tươi được bày biện để mừng một đám cưới hết sức đặc biệt. Cô dâu là Hà Thị Hom, 27 tuổi, là bệnh nhân có khối u trong tim, và chú rể là Hà Văn Thơm, 24 tuổi, cùng là người dân tộc Thái ở Yên Bái. Đám cưới đã được định ngày trước đó và đã tổ chức tại quê nhà vào ngày 23 tháng 4, nhưng không có cô dâu và chú rể. Cô dâu nhập viện một tuần trước và bác sĩ đã lên lịch mổ vào ngày 23 tháng 4. Chú rể đã bày tỏ nguyện vọng được dời ngày mổ một ngày để tổ chức đám cưới ngay tại khoa C8. Bác sĩ Dương Đức Hùng, trưởng khoa phẫu thuật tim đã xúc động trước hoàn cảnh này và đồng ý. Đây là lần đầu tiên một đám cưới được tổ chức tại bệnh viện này, ngay trong khu phòng bệnh để chúc mừng bệnh nhân. Theo lịch thì hôm nay cô dâu Hà Thị Hom sẽ lên giường mổ khối u tim. Chúng tôi xin chúc cô có một ca mổ thành công và mau chóng hồi phục sức khỏe để trở về cùng với gia đình nhỏ của mình. Và kính thưa quý vị, đến đây thì bản tin FVNC trong nước ngày hôm nay 24 tháng 4 cũng xin được khép lại. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Phi Yến xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin FVNC Thế giới trong ít phút nữa.